Xin chào cả nhà đến với clip thứ ba của tuần này ngày 26 tháng 9. Clip này em lên một số đồ bếp muỗng nĩa. Chị mua đồ bếp bên em thì đơn trên 400, chuyển khoản 3 ship và ship code thì đồng giá 25.000 một đơn. Em có hỗ trợ ship nha anh chị. Mã đầu tiên của clip này T132, 20.000, 20.000 hai cái muỗng. Muỗng mạ vàng anh chị ha. Muỗng mạ vàng dày dặn, chữ dập chìm. T133, 30.000 ạ. 30.000 4 cái. Muỗng mạ vàng. Ở bên trong lòng nó thì là những cái hình này thì hình như là bằng sứ anh chị. Dày dặn sáng đẹp. 133, T134, 40.000. 40.000 50 cái, 5 cái. 5 cái muỗng mạ vàng anh chị ha. Stainless japan dập chìm. T135, 7 cái 40.000. Này hoa văn hoa đẹp nè anh chị. Ở bên trên thì cái mạ vàng nó hơi mờ xíu, nó không được vàng lắm. T136, 40, muỗng mạ vàng dày dặn. T136, T137, 40.000, 4 cái, muỗng mạ vàng dày dặn, stainless dập chìm. T138, 40.000, 5 cái. Muỗng mạ vàng này cùng kiểu anh chị ha. T140, 8 cái này 60.000 ạ. 8 cái này thì có cái còn sáng mới, còn có cái thì nó có hơi tróc nhẹ anh chị. Muỗng này thì ăn sữa chua, ăn cà phê, pha cà phê rồi đó. Cà phê phin này nha anh chị. Chữ dập chìm phía sau. 8 cái này 60.000. T139, 3 cái này 50. Cái mũ này mã màu này màu đồng anh chị. Này mã vàng có chữ nhật. Chữ dập chìm. T141, 4 cái này 45.000. 4 cái 45, chữ dập chìm. Muỗng dày vừa. T142, 3 cái này có hoa văn, cái hoa này. 3 cái này 55.000. Dày dặn. Muỗng đất nè anh chị. Muỗng in Japan. T143, 2 cái này, 2 cái này là muỗng canh được nha anh chị. 60.000, dày dặn. 2 cái 60. T144, 4 cái này 70.000. Hoa văn dày anh chị ha. T145, 5 cái này 80.000. Có 2 cái này mạ bạc, còn 3 cái này thì inox anh chị. Hàng thương hiệu. T146, cái này vừa vớt vừa gấp nè anh chị. 20, ngang 10 và 29 xăng. Mỏng mỏng nha anh chị, không dày.
T147, cái này để vớt bọt. 20.000 ngang 8 dài 20 cm. Vớt bọt anh chị. T148, cái một cái đánh trứng với một cái vớt. Hai cái này 50 ngang là 10 dài 28 cm. Cái tay cầm nó hơi xấu xíu nha anh chị. T150, cái này 40.000 ạ, ngang 14 dài 30 cm. Này nhựa nấu ăn nha anh chị, nhựa trong nấu ăn an toàn, xài cho bếp, xài cho chảo chống dính rồi. Này lặt những con cá mà cá to thì cái này bạn nó to thì nó sẽ đỡ gãy cá hơn. T149, cái này cũng dần đều hớt bọt được nha anh chị, cái phần này nó mịn này cũng hớt bọt được. 20 ngang là 10 dài 30 cm. T151 30.000 ngang 7 dài 27 cm. Này vớt bún. Vớt bún rồi mình làm bún nữa ạ. VT152 40 ngang 8 dài 32 cm. Vớt bún. T153 60.000 ạ. Cái này sáng mới đẹp không chị. Ngang 7 dài 31 cm. Cái này của Disney Tokyo, hàng gia công ở Trung Quốc nha anh chị. Có chữ gia công Made in China ở đây nè. Gia công Trung Quốc. Có mấy con này bằng silicone rất là đẹp luôn anh chị. Này anh chị có thể gỡ ra luôn, gỡ bỏ luôn cũng được. Nhưng mà để rất là đẹp luôn. T154 30.000. Ngang 8 dài 24 cm, cái muỗng múc để rót vào chai lọ. T155 30.000, muỗng dài. Dài nó là ngang 6,5, dài nó 34 cm anh chị. Muỗng múc dài ha. Nó cũng vững anh chị. T156 50.000 ạ. Ngang 6,5, dài 32, muỗng vững sâu lắm. Dày dặn đẹp. Cái này của hàng Trung Quốc xuất Nhật. Hàng có thương hiệu ha anh chị, dày dặn. T157 30.000 ngang 7,5 dài 26 cm, muỗng múc canh. Này nhỏ vừa anh chị, cán của nó bằng nhựa. T158 40.000 ngang 7,5 dài 27 cm, muỗng múc canh nhỏ vừa. T159 40.000 ngang 7,5 dài 17 cm, muỗng vừa ha. Canh vừa. T160 40.000 ạ. Ngang 8,5 dài 29 cm. Muỗng múc canh dày vừa. T161 muỗng múc canh, cái cán này hơi xấu xíu anh chị. Cái này của hãng Kai, dày. Này mình quay trong đèn á thì những cái xước này nó sẽ rõ hơn nha anh chị. Nhưng mà hàng thì còn tương đối mới. T162 40.000 ngang 8,5 dài 18 cm. Dài vừa, tay cầm gỗ. T163 40.000. Muỗng múc này lớn nha anh chị, ngang 10,5 dài 30 cm. Loại này nó mỏng nha anh chị. Cái hàng có thương hiệu dập chìm ra. Nó không mỏng lắm, nó cũng vừa vừa. T164 50.000 ngang 8,5 dài 28 cm. Tay cầm nhựa. T165 60.000 dày dặn, ngang là 9 dài 32 cm. Cái cán của nó bằng nhựa sơn, nó bị nổ sơn chị, mà nó dày đẹp lắm. T166 60.000 ngang 9 dài 30 cm. Này inox mờ ha anh chị, của Tifon. Phần này nó hơi xấu xíu nè, có vết một xíu xíu thôi. Muỗng dày dặn. T167 80.000 ngang 9,5 dài 32 cm. Rất là dày dặn, nặng tay, hàng inox mờ. Phần tay là bọc silicone. Này IKEA ha anh chị, IKEA. T168 80.000 ngang 9 dài 33 cm.
Buổi sáng mới của Yukiwa. Dày dặn. T169 300. Đôi đũa sashimi 300 mặt dài 39 cm. Đôi đũa này cái phần khâu này nó là khâu sừng và bị dán gặm một xíu, em đổ keo AB trên này ha anh chị. Đũa dài T170 bấm móng tay 40.000. 40 bấm móng tay này tem hãng đây anh chị ha. Bấm ngon ạ, 40. T171 60.000. Này bấm của cai, dũa kim cương. Bấm ngon ạ. T172 nĩa xe nhỏ 30.000 anh chị. Xe pan nĩa màu vàng. T163 bộ nĩa này 4 cái anh chị. 40.000 nĩa đẹp anh chị. Sáng mới. 40. T174 5 cái này 50.000. 5 cái nĩa này 50.000 ạ. Nĩa mạ vàng dày dặn. T175 4 cái này 50. Nĩa vàng nó khá là đẹp nha anh chị, cái này nó hơi bẩn thôi. Nó cũng dày đẹp lắm. T176 5 cái 60.000. Nĩa khá là đẹp anh chị, nĩa mạ vàng dày dặn đẹp. T177 4 cái này 60.000 ạ. Mỗi cái mỗi hoa văn khác nhau. Sáng đẹp. T178 5 cái này 60. Có cái này thì bằng đồng. 5 cái 60 ạ. T179 T179 6 cái này 80.000. Nĩa sáng đẹp. T180 cái kiểu muỗng hơi lạ ha anh chị, với cái ăn cua. 3 cái này 20. T181 cái kẹp mạ vàng 20.000. T182 50.000 ạ. Mấy cái muỗng này 50. Muỗng sứ 4 cái 50. T183 chữ dập chìm dâu gọt, cái này hơi hở đây xíu 50.000. Lưỡi dài 12,4 rộng 3 cm dâu gọt một lớp thép không rỉ. Cây này dao gọt một lớp thép không rỉ, có mạ chống dính anh chị, chữ dập chìm này hàng Trung Quốc xuất Nhật ha anh chị. Lưỡi dài là 8 rộng 2,9, cán của nó bằng nhựa. T185 cái vợt phở ngang nó là 13, rộng là 15, tổng dài là 35 cm. Vợt lưới cứng chắc, inox cứng chắc, tay cầm gỗ anh chị. T186 vợt này silicone. Vợt silicone ngang nó là 15, sau là 6, tổng dài 30 cm. T187 cái chảo chiên trứng này chất liệu bằng nhôm anh chị, thương hiệu dập chìm. Ngang là 16,5, sâu là 2,5, dài nó 30 cm. Không nấu được bếp ga, bếp từ nấu được không nấu được bếp từ, nấu bếp ga, bếp hồng ngoại anh chị ha.
T188 80.000 ạ. Ngang là 6 ạ. Ngang là 19, sau là 6. Dài 32 sang. Inox cứng chắc. Trong video thì em có tặng những cái món này nha anh chị. Anh chị mua tất cả các món nào bên em cũng được. Có đơn thì em sẽ, anh chị chọn những cái này thì em gửi anh chị ha. Tại những hàng này thì nó cũng đơn giản, tại em sẽ không tự tặng cho anh chị nhiều, hồi anh chị về không xài tới. Cái này số 3 nha anh chị. Này số 4, cái này nãy vẫn nãy hà vẫn ok, nhưng mà kéo ra nó tuột ra rồi. Cái này số 2, mũ múc canh. Nó hơi sực và nó có hơi có vết nữa. Số 2 tặng. Đề tặng số 1 ở trong lòng nó cũng có vết nữa anh chị. Này đốt liền khối. Cái này số 5 tặng cho anh chị. Rồi anh chị nào có đơn thì nhắn số cho em ha. Đơn thì một số nha anh chị. Rồi mẫu số 80193 sửng hấp, dày dặn cứng chắc. Ngang nó là 24 cm anh chị. Thâu lại là 14 cm. T94 ạ. Này ngang 17, ngang là 27. Thâu lại là 17 cm. Lớn cứng chắc dày dặn. Cái này 170.000 ạ. T189. Ngang 8, sau là 20, sau là 8, ngang là 24 cm. Này chậu inox anh chị ha. Chậu inox không hít 500. 80. T190 60.000 ạ. Ngang là 25, sau là 10 cm. Này nó có hai cái quai để sắt nè chị. Hai quai để sắt. Lưới chắc chắn ha. Cái phần này có cái chân này. 60.000. Chậu này dày lắm anh chị. T191 100. Nó dày nó nặng mà ở trong nó có hơi chấm chấm. Giá 100 là giá em sale anh chị. Chứ nó nặng vậy mất tiền. Ngang là 26, sau là 9 cm. Chậu nặng có thương hiệu dập chìm phía sau. T192 90.000 ạ. Ngang 25 cm, sau là 12 cm. Chỗ này có lỗ đây ha anh chị. T195 nồi ấm, nấu được tất cả các loại bếp. Này 2,5 lít anh chị. Cái quai của nó thì có gập lên gập xuống, có còi hú ha. Anh chị nấu sôi thì nó sẽ kêu cho anh chị. Cái nắp rất là chặt, áp suất lớn luôn anh chị. Anh chị nấu thì nó sẽ nhanh sôi. Chữ dập chìm 2,5 lít. T96 180.000 ạ. Này 1 lít. Này nắp đầm, nắp bằng đồng và tay cầm bằng đồng anh chị ha. Miệng ở trong lòng sạch sẽ. 1 lít. Này có nắp Inzaba, nấu được tất cả các loại bếp. 1 lít. T197 300. Cái này 2,8 lít. Ấm này 2,8 lít. Cái ấm này, cái nấm này là cái nấm rời anh chị. Cái nó hơi, cái màu nó hơi khác. Tại hàng này về nó bị mất nấm. Nắp vẫn đậy rất là chắc chắn anh chị. Chữ nè. Tay cầm của nó có bọc nhựa dày dặn, còi hú. Hàng thì có xước sát nhẹ nha anh chị, có xước ấm đẹp. Cái phần đế của nó thế này, chữ dập chìm, thương hiệu đây anh chị, thương hiệu Tiên Phong Living, nấu được tất cả các loại bếp. Sau đây em xin kết thúc video. Cảm ơn anh chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.